Kính thưa quý vị, trước tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay tại Úc, chính phủ Scott Morrison đã ra lệnh thông cáo là tất cả những doanh nghiệp mà không cần thiết sẽ phải đóng cửa. Trước tình hình trạng này thì xin mời quý vị cùng với Đinh Nhung theo dõi một vài cái doanh nghiệp xem họ sẽ phải có những cái thay đổi gì trong cái doanh nghiệp của họ. Xin hỏi anh là trước cái tình hình này, khi mà chính phủ ra lệnh thông cáo đóng hết tất cả những doanh nghiệp không cần thiết, đối với agent thì mình không bị đóng cửa, thì nhưng mà nếu như là có những người ta muốn đi thuê nhà và người ta đi coi nhà thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Dạ thưa chị, là tụi em vẫn mở cửa để cho khách hàng để vô để mình tìm kiếm nhà, nhưng mà tụi em sẽ hẹn giờ riêng. Tụi em sẽ dẫn đi đến cái nhà đó từng người một. Theo luật thì tụi em sẽ không có thể nào xét open house lần nữa để cho một số lượng người lớn, một số lượng đông người để đến xem, mà chỉ là từng người thôi chị ạ. Yeah. Vậy thưa, cái số lượng mà những người mà người ta đi có khách hàng mà đi mướn nhà bây giờ thì nó sẽ như thế, nó sẽ giảm như thế, ảnh hưởng như thế nào? Nó vắng hơn rất là nhiều. Cái số lượng người đã giảm đi rất là nhiều. Một số là vì không muốn giao tiếp, một số là thất nghiệp, không có đủ khả năng để mướn nhà nữa. Vì lý do là một số tiền cần phải đặt cọc trước, cộng với tiền bond, 2 tuần tiền nhà. Nó là một cái gánh nặng của một số gia đình nếu mà di chuyển nhà từ một nhà này qua nhà khác. Thì nó giảm rất là nhiều chị ạ. Vậy trong trường hợp như vậy thì mình có một cái kế hoạch như thế nào để giúp đỡ những người đó hay không? Về phía phương diện của agent thì bên agent sẽ chưa có kế hoạch gì cả, nhưng chính phủ có thể sử dụng tiền bond của chính phủ cho mượn được, và chỉ cần trả thêm 2 tuần tiền nhà trước, có đôi khi sẽ không cần luôn. Còn về vấn đề mà tenant đã có ở đó rồi đó thì chủ nhà có thể thông cảm, có thể giảm tiền nhà, có thể theo từ 10-20%, có số đã lên tới 50% tiền nhà lại bị giảm. Vậy nhưng mà nếu trường hợp mà có một số người ta vẫn sau khi mà đã giúp đỡ như thế vậy mà người ta vẫn không thể có khả năng để người ta tiếp tục người, thì mình có trường hợp gì? Theo nếu mà như vậy đó thì chủ nhà phải liên lạc với lại nhà băng của họ để mình ngưng lại cái số tiền home loan hiện tại. Đó là những gì chính phủ đang tạo điều kiện cho người chủ nhà có thể giúp, không có một cái pressure trên những tiền nhà của người chủ nhà, thì lúc đó chủ nhà mới có thể mới có thể giúp được cái người mướn nhà là không cần phải tiền nhà, không cần phải trả trong vòng 3-6 tháng. Tại vì anh có phụ trách những cái doanh nghiệp người ta mướn shop hoặc là gì đó, thì bây giờ nếu mà họ gặp khó khăn như thế vậy thì mình có cách gì để giải quyết thưa anh? Dạ, đây là một cái câu hỏi mà những người mướn shop hoặc mướn nhà họ đang có những cái băn khoăn. Cái băn khoăn đầu tiên là tiền đâu để mà trả tiền nhà, bởi vì như chúng ta thấy tất cả các shop, đặc biệt là những cái restaurant, nhà hàng hoặc là những cái tiệm nail, rồi những cái nơi mà buôn bán người ra vào nhiều đấy, ngoài supermarket thôi, thì họ không có khách. Và khi không có khách ấy, cái vấn đề đầu tiên là họ muốn chủ nhà giúp cho họ một tay trong tình hình khó khăn, là bằng cách là giảm cái giá nhà mướn xuống, hoặc là thương lượng khi nào để họ trả cái số tiền đó. Thì một tuần vừa rồi chúng tôi gặp rất nhiều khách hàng và ai cũng yêu cầu cái điều đó, và thực sự ra cũng có nhiều chủ nhân họ cũng không gặp và họ sẵn sàng đó, bởi vì đây là một cái khó khăn chung của toàn thể người Úc mình. Vâng thưa anh, vậy trong cái tình hình như thế này và nó có thể nó sẽ còn tệ hại hơn nữa, thì theo anh sự nghĩ thì là cái giới chủ nhân cho mướn nhà họ có thể bớt cắt giảm được bao nhiêu phần trăm thưa anh? Tôi thấy ngay ở Việt Nam các chủ nhân họ cũng đã đồng tâm giúp đỡ nhau trong cái giai đoạn khó khăn, có những người họ cho thiếu tháng này qua tháng khác, và sau cái cơn đại dịch này yên ổn thì cái giới chủ nhân và người mướn họ sẽ làm việc lại bằng cách là họ sẽ trả rất là song phẳng. Tuy nhiên bây giờ thì tôi thấy ai cũng muốn giảm bớt những cái khó khăn, và đặc biệt tôi thấy những cái người mướn rất là tội nghiệp, là bởi vì thứ nhất là họ không có cái nguồn mình gọi là income, mà cái thứ hai là họ phải cắt giảm nhân viên nhiều lắm,
và đặc biệt các em họ đi làm cho những cái nhà hàng hay là những cái tiệm nail hoặc là những cái quán cà phê, thì tôi nghĩ rằng đó là những cái khả năng để cho các em và cho những cái người mướn những cái shop đó. Tôi nghĩ rằng người chủ nhà và người chủ shop nên giảm một cái mức độ nào mà có thể cứu mang họ được trong giai đoạn này. Thực sự ra người mướn thì dù có mình biết rằng có những người mướn họ đã trả tiền quá lại rồi đấy. Có những cái shop một tháng cái tiền mướn cả khoảng trên 10.000 mà họ đã mướn một cái shop đó trong vòng 3 năm và trả rất đàng hoàng thực tế, thì đến bây giờ là họ sẵn sàng trả chìa khóa luôn, họ nói là họ có thể đông du khách đến, đặc biệt là người Hoa, người Mỹ, người Canada, người Hàn Quốc, người Nhật Bản, đến những cái khu vực đó bây giờ là giống như là một cái ruộng đồng mà sau cái mùa mà cắt lúa xong rồi đó không thấy ai nữa. Dạ. Văn phòng của luật sư Thân, một khuôn mặt rất là quen thuộc với quý khán thính giả của Việt Face TV. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà Đinh Nhung có mặt tại văn phòng của luật sư. Với tình hình COVID-19 như hiện nay, thì xin hỏi luật sư là cái doanh nghiệp của luật sư nó có ảnh hưởng như thế nào? Chứ chắc chắn nó cũng có ảnh hưởng cũng như tất cả mọi doanh nghiệp khác. Chẳng hạn như chị thấy đó là coi như là thông thường đó thì mỗi một ngày trung bình thì tôi cũng có ít nhất là vài cái người khách làm hẹn. Nhưng mà bây giờ thì không thể nào hẹn gặp khách được. Chỉ có thể hẹn gặp họ trên mạng thôi. Thành ra phải hẹn gặp qua Skype. Thì cũng có một vài người cô bác lớn tuổi thì họ không có rành. Thì bây giờ phải hướng dẫn họ, phải nói với họ là coi như là nhờ con cháu ở nhà gắn dùng cho cái Skype, rồi sau đó tôi sẽ làm hẹn. Chẳng hạn như tôi nhận ra 2-3 cú điện thoại cùng một lúc, như trong những ngày gần đây thì là có một vài cô bác thì lại muốn làm di chúc. Nhưng mà vào cái thời điểm này đó, thứ nhất là không gặp nhau được, cái thứ hai đó, cái luật về di chúc đó là ký là phải có hai nhân chứng độc lập. Tất cả những cái đó nó đang tạo ra rất là nhiều khó khăn cho cái công việc của luật sư. Vâng, thưa luật sư, như vậy có nghĩa là cái số lượng công việc thì nó vẫn là the same, chỉ là mình không có được gặp khách hàng và mình làm việc một mình ở trong văn phòng. Hiện nay thì nó vẫn không có thay đổi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ có thay đổi là tại vì có một vài người khách thì bây giờ ví dụ như họ đang chuẩn bị mua lại một cái quán ăn hay là một cái tiệm làm nail, thì bây giờ những cái chuyện nó phải ngưng lại hết. Tại vì tiệm nào bây giờ nhà nước không cho làm thì đâu, tiệm nào có mua lại chi nữa. Rồi những cái quán ăn thì chỉ được take away thôi. Thành ra họ cũng phải tạm ngưng lại hết tất cả những cái quyết định như vậy. Thì ngay cả những cái người mà đang có ý định đi mua nhà đó, thì bây giờ chính quyền cũng nhà nước cũng đã ra cái lệnh là không có cho tụ tập để mà đấu giá. Thì tất cả những cái biện pháp đưa ra thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và cái doanh nghiệp của luật sư nó cũng không có ngoại lệ. Tôi chẳng hạn như muốn làm di chúc khẩn đó, thì cái đó là hiện nay nó đang là một cái khó khăn, là tại vì trong cái hoàn cảnh hiện nay rất là khó để luật sư có thể có tiếp xúc mình mặt đối mặt, mà vẫn phải giữ khoảng cách 1.5 mét, rồi khi ký thì phải có hai nhân chứng độc lập. Khi mà hai vợ chồng đi ký thì hai người phải ngồi ở cách xa ra. Thì tôi cũng mong là quý đồng hương nào mà trong cái thời điểm này mà có những ý định như vậy đó, thì hiểu và thông cảm cho các cái quy định mà luật sư phải tuân theo. Thật ra là không phải là luật sư muốn gặp mình, không muốn gặp mình, nhưng mà trước mắt nếu mà được thì mình phải nên cố gắng gắn những cái phương tiện. Và thời nay thì ai cũng xài Facebook được, nếu mà xài Facebook được thì phải xài Skype được. Chịu khó gắn những cái phương tiện đó để luật sư có thể tiếp mình qua mạng trước, lấy những cái thông tin cần thiết, thảo ra những cái văn kiện trước, để khi mà hẹn gặp mình đó thì giải thích rất là nhanh, rồi sau đó mình có thể ký. Tôi cảm giác là qua cái cơn dịch này thì như có một vài người thì bắt đầu họ nghĩ đến cái sống và cái chết. Thì đó cũng là một cái nhu cầu để mà làm di chúc, thì có lẽ nó cũng có một cái sự gia tăng nào đó. Chắc chắn là nó có một vài doanh nghiệp nó gia tăng, chẳng hạn như là Woolworths sẽ ra các thông báo trong những ngày tháng sắp tới họ có thể họ sẽ mở ra thêm đâu hình như tới 20 cái tiệm mới ở trên toàn quốc. Nhưng mà dĩ nhiên đó là có hồi nãy giờ chắc là các chị cũng có đi qua đường John thì thấy biết bao nhiêu quán, biết bao nhiêu quán ăn, nhà hàng, biết bao nhiêu tiệm đóng cửa. Cứ mỗi sáng mà tôi lái xe
đi làm đó, thì tôi lái ngang cái đường Kramatta Road này thì tôi thấy cái hàng người đứng xếp hàng ở Centerlink nó dài tới cái đèn xanh đèn đỏ, thì mình phải nói đây mình thấy rất là não nề, nhưng mà có lẽ trong cái hoàn cảnh này thì chúng ta phải chấp nhận và cũng hy vọng là bác sĩ hay là chính quyền sẽ tìm ra được một cái giải pháp nào đó nhanh chóng để người Úc nói riêng cũng như là những các quốc gia trên toàn thế giới có thể vượt qua được cái cơn đại dịch này. Vâng, thưa quý vị, Đinh Nhung đang là ở trên con đường John Street Kramatta. Sau cái lệnh mà hạn chế tất cả các thương nghiệp không có cần thiết thì tình hình nó đã vắng vẻ hẳn đi. Và như quý vị đã nhìn thấy ở trên con đường John Street, hiện tại bây giờ là rất là vắng so với những ngày trước. Dạ, kính thưa quý vị, vài ngày trước thì chúng tôi có ghé vào tiệm chay An Lạc thì vẫn còn cái số lượng khách nó cũng đã giảm rất nhiều, nhưng mà cho tới tình hình hiện nay thì nhà hàng đã đóng cửa và chỉ nhận được những cái order từ take away, phải không chị? Dạ đúng rồi em. Dạ. Thì về số lượng những người mà order take away thì khoảng như thế nào? Bây giờ coi như là toàn bộ có thể giảm 90% hơn, chứ không có còn như hồi trước. Mấy bữa trước thì còn 50%. Hoặc là 60-70%, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 10% là khách đến order thôi. Thế chị, về tình hình nếu mà tệ hơn nữa thì chị có nghĩ là tình trạng đóng cửa luôn không? Nếu mà tình hình tệ hơn nữa chắc có thể đóng cửa, chứ lượng khách như vậy là không có đủ chi phí đâu. Trả tiền nhân viên, tiền sốt, tiền này kia, mở cửa còn mệt hơn nữa. Vậy hiện tại bây giờ trong shop còn bao nhiêu người làm việc thưa chị? Ở ngoài trước một người, ngoài sau có người. Dạ. Bình thường là ở ngoài trước của chị khoảng 3 người, ngoài sau khoảng 5 đến 6 người. Mà bây giờ cái tình hình này xảy ra như vậy là ngoài trước có người, ngoài sau có người. Vâng, rồi cảm ơn chị. Ok, cảm ơn. Dạ, bye bye chị. Kính thưa quý vị, Đinh Nhung đang là ở văn phòng trợ lực thính giác của Lê Vũ. Xin chào anh Lê Vũ. Lê Vũ chào Đinh Nhung, chào quý khán giả đang xem chương trình Vietface TV Úc Châu. Vâng, Lê Vũ, trong cái tình cảnh Covid-19 như thế này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp của Lê Vũ? Thưa Đinh Nhung, thưa quý vị, thì như quý vị được biết thì tất cả cơ sở thương mại hay là những công ty làm việc đều rất là vắng. Và đặc biệt là những nơi mà gọi là y tế thì dù cho bệnh nhân cũng rất muốn đến nhưng mà rất là ngại, bởi vì họ cứ nghĩ là những cái nơi mà về y tế là những nơi thường dễ có những cái vi khuẩn nó bay lởn vởn đâu ở trong phòng đó, không biết mình là người hít vào cái vi khuẩn đó hay không. Cho nên thường các vị ít có đến những cái nơi mà chăm sóc về y tế. Tuy nhiên riêng về cái lĩnh vực của Lê Vũ là về thính giác, thì thính giác thì thường là các bác cao niên đông, và các bác cao niên thì ở nhà thì các bác than buồn, các bác mở TV rồi xem thì nghe không có rõ, thì các bác cũng phải đến đây để được chăm sóc thính giác. Thì Đinh Nhung biết trước khi mà các bác đến á, thì cái điều kiện ở đây á là phải gọi điện thoại trước. Gọi điện thoại đó thì trong điện thoại thì Lê Vũ mới hỏi sơ coi các bác có bị tình trạng như thế nào, tình trạng sức khỏe như thế nào, có bị nhiệt độ trong cơ thể cao hay không, có bị nóng sốt hay không, có ho hay không, có sổ mũi hay không, có đau cổ họng hay không. Đó là những triệu chứng của cái bệnh Covid-19 này, hoặc là có đi nước ngoài mới về hay không. Nếu mà mấy bác có trả lời yes trong những phần đó thì Lê Vũ mới có những cái bước khác để mà hướng dẫn các bác
sức khỏe tốt hơn trước khi Lê Vũ đến. Thì như vậy thì các bác làm theo, thì sau đó các bác đến, thì cho nên cái công việc của Lê Vũ nó cũng tương đối bình thường hơn những cái công việc khác. Thì chắc là Đinh Nhung thế nào cũng hỏi nếu các bác đến thì Lê Vũ phải làm gì, phải không? Thông thường thì là có thể là bình thường các bác không cần phải hẹn trước, các bác ra để các bác ngồi chờ. Nhưng mà với tình trạng này thì có thể là bác phải hẹn trước hơn. Đúng rồi, thường nếu mà hẹn trước thì tốt hơn. Tại vì nếu mà mấy bác mà rơi vào những cái yes mà nãy Lê Vũ nói đó, thì Lê Vũ sẽ không dám tiếp xúc liền, hoặc là khuyên các bác để mà quản chút xíu rồi từ từ rồi tiếp xúc. Nhưng mà nếu mà các bác không có trong những cái đó, không có đau cuống họng, không có sốt, không có ho, không sổ mũi, không đi du lịch mới về đó, thì khi mà các bác vừa bước vào cửa đó thì Lê Vũ có cái đầu đo nhiệt độ ngay. Lúc đó mấy bác mà có nói không đúng thì cũng không được. Ví dụ như vậy, Lê Vũ là bây giờ là Lê Vũ đang là check Đinh Nhung, đo Nhung liền ha. Nhưng mà trước khi đo đó là mình có cái phải rất là vệ sinh. Bây giờ ngay thời điểm này cái vệ sinh an toàn đó là cần thiết nhất. Cho nên nếu mà bình thường đó mình vệ sinh một thì bây giờ mình phải vệ sinh gấp ba. Thì cái này là cái mùi alcohol, là mùi alcohol lau cái trán trước cho sạch rồi mới để vô đo cái nhiệt độ. Nào, để vô. Đó, của Nhung. Bây giờ cái. Nè, tức là của Đinh Nhung là có 26.6 à. Tức là nhiệt độ perfect đấy phải không ạ? Làm mát quá. Nếu mà trong này hiện lên 38 đó là dạ con xin lỗi bác, bây giờ bác ngồi đó đi chờ con một chút rồi bắt đầu hiểu phải tính chuyện với bác, gọi điện thoại gia đình bác, mời mấy anh mấy chị ra hướng dẫn cho mấy anh chị đưa bác về để mà sắp xếp để tại nhiệt độ để đi check phải không? Cao đó. Dạ. Nhưng mà trước nữa khi mà mấy bác vừa vào cửa đó, đo cái này xong rồi mời mấy bác vô phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh kế bên đây, rửa tay cho thật sạch liền. Nếu mà Vũ ngồi đây mà Vũ nghe mấy bác rửa nhanh nhanh trong vòng có nửa phút mà xong đó là trở ra Vũ cũng không cho gặp nữa. Bác ngồi đó bác mời vào rửa lại. Rửa lại ít nhất một phút nữa. Ở trong có xà bông thơm lắm. Rồi ra đây khám. Thì khi mà mình khám nó như Lê Vũ đã thưa đó, bình thường mình vệ sinh một á thì bây giờ mình phải vệ sinh gấp 3 lần. Thì những cái dụng cụ á, mỗi người khám xong rồi đó thì mình phải lấy mình bỏ liền. Bỏ liền ha, rồi mình thay cái mới vô. Ví dụ như vậy đó, cho nó đủ cái vệ sinh. Bởi vì cái vệ sinh ngay cái thời điểm này là rất là quan trọng. Rồi mọi thứ đều như vậy hết. Rồi khi mà khám cho mấy bác xong á, thì trước khi mấy bác về đó, thì Vũ tặng cho mấy bác mỗi người một cái này để mấy bác đi xuống dưới đường. Đi xuống dưới không có bị. Rồi tặng cho mỗi người một chai này nữa. Biết chai gì không? À, chai thuốc rửa tay. Chai thuốc rửa tay quý vị ơi. Cái người... bây giờ là quý lắm nha, hai cái thứ này là rất là quý. Nè, mỗi người được một cái mask với một cái chai thuốc rửa tay. Nè, mỗi người được cầm một cái này về. Rồi xong rồi á. Trước khi bác về mình còn phải khuyên nữa. Mình phải khuyên cho trấn an cho mấy bác. Mình phải thường khuyên, tại mấy bác lớn tuổi mấy bác thường quên lắm. Mình khuyên là mấy bác ơi, cái thân mình bệnh á, nó không có bằng cái tâm mình bệnh. Nếu mà mấy bác lo quá đó thì sẽ làm cho mình bệnh thêm. Bây giờ mấy bác chỉ cần á, trước hết là giữ cái vệ sinh an toàn. Và nếu mà mấy bác mà có những cái triệu chứng trên á, thì cố gắng ở nhà rồi nói với con cháu biết, rồi mình đưa cái này cho mấy bác cầm về. À, cái này là những cái dấu hiệu mấy bác cầm về nhà. Đây là dấu hiệu nóng sốt, đây là cái dấu hiệu ho, đây là dấu hiệu đau cổ họng, đây là dấu hiệu sổ mũi. Rồi nếu mà mấy bác có những cái dấu hiệu này đưa mấy bác, tại vì viết chữ hoặc là tiếng Anh không, có thể mấy bác cũng hơi khó nhớ đó, mình có hình. Rồi mình đưa cái này cho bác, là nếu mà mấy bác tránh đi đến những chỗ đông người, nếu mà thấy trong cơ thể mình có gì bất thường thì phải gọi số điện thoại này liền, hoặc là tránh đi đến những cái chỗ mà mình cần phải đi bằng máy bay. Rồi khi mà mình ho đó thì mình ráng mình ho vô cái áo mình nè. Rửa tay thường xuyên. Đây là cái thông điệp mà Lê Vũ đưa cho mấy bác cầm về. Cầm về nhà cho con cháu mình xem cũng được nữa. Cái này nữa. Để cho các bác gắn lên mà các bác nhớ, lúc nào các bác nhìn vô để nhắc nhở nữa. Các bác. Chính vì thế đó, thì các bác về rồi các bác nói chuyện điện thoại với những người bạn cao niên của mình đó, thì mấy bác có thể ra văn phòng của Lê Vũ bình thường. Cho nên cái
cái văn phòng của Liên Vũ vẫn làm việc được bình thường chứ không có bị gián đoạn như những văn phòng khác. Cái số lượng khách đến đây nó có giảm đi chút nào không thưa ông? Giảm chừng 10% thôi. Thì Bộ Y tế không cho phép tụi Vũ đóng cửa. Tại vì mình đóng cửa đó là mấy bác ở nhà, mấy bác khi mà không nghe rõ sẽ dễ bị trầm cảm lắm. Có những cái dịch vụ mà Bộ Y tế không cho đóng cửa luôn đó Đinh Nhung. Yeah. Bắt là phải mở để phục vụ đó. Thưa quý vị, và bây giờ Lê Vũ đang đến với tiệm cà phê Gloria Jeans, một quán cà phê mà phải nói là một trong những quán cà phê lớn nhất trên đường John tại Khep Ramatha này. Nếu mà quý vị đã thường đến Khep Ramatha chắc chắn rằng rất là quen với tiệm cà phê Gloria Jeans. Thưa quý vị, thì anh Đức và chị Hồng là chủ nhân của quán cà phê Gloria Jeans. Hôm nay được dịp tiếp chuyện với anh Đức. Lê Vũ, chào anh Đức ạ. Chào. Thưa anh Đức, thì sau những ngày mà cái Chinese virus này, cái COVID-19 này nó diễn ra và những cái lệnh đóng cửa đồ vân vân, cách ly đồ thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái doanh nghiệp của Gloria Jeans, anh Đức? Từ ngày 14 bắt đầu bữa Monday á, mà chính phủ có lực là take away only đó, thì cái business của mình nó xuống trầm trọng, là mấy bữa đầu là xuống 50%, nhưng mà mấy ngày nay là xuống hơn 60%. Cũng như là số lượng khách không còn nữa. Và người ta cũng tránh ra đường, ai cũng hồi hộp và họ giờ chỉ có tạp hóa với thịt với bánh mì là đắt thôi. Còn tất cả business là gần như là chết hết á. Giờ nếu mà chủ phố á tốt thì giúp mình giảm càng nhiều càng tốt. Thì những nhân viên ở đây thì chắc cũng anh Đức cũng phải để cho nghỉ bớt một số thì cũng nghỉ rất là nhiều luôn. Bây giờ nghỉ rất là nhiều luôn, thậm chí giờ mình biết là cũng hơi nguy hiểm, đúng ra mình cho nhân viên làm nhưng mà mình cũng phải đích thân ra làm. Tại vì không đủ xã hội nữa. Cũng như là nhân viên cắt hết, lúc trước là 3 người, bây giờ chỉ còn 1 thôi. Một bây giờ nếu mà mình thấy tệ nữa có thể là tuần tới mình cho nghỉ luôn, chỉ là hai chồng làm. Theo anh nghĩ thì cái tình trạng mà nó vắng như thế này so với cái điều kiện là lockdown luôn á, thì anh thấy cái nào tốt hơn? Và như thấy là lockdown càng sớm càng tốt, thà là lockdown 3 tuần, 4 tuần để biết là không có lây bệnh nữa. Như là người nào bệnh là bệnh luôn. Thì chính phủ nó chữa rồi xong người dân chúng nó hết hoang mang, mở lại cho sử dụng ta hoạt động lại, chứ bây giờ cứ keep going on. Người thì bữa nay sợ đi mua mì, mai mua gạo, mai mua tí sụ giết, làm cho dân hoang mang, không có buôn bán gì được hết. Tuy nhiên là người ta cứ sợ hoài, người ta không biết chuyện gì xảy ra, cứ đồn mai lockdown, cái chúng ta chạy đi mua đồ. Cái vài bữa được im, cái nó đồn cái mai lockdown, chúng ta chạy đi mua đồ. Rồi bây giờ mình thật sự, bây giờ hiện ra mình không cần. Nhưng mà thí dụ những người cần như thế nào? Rồi bây giờ business buôn bán cũng không được. Nhưng mà nếu mà một cửa tiệm như thế này thì cũng rất là cần những nhiên liệu. Nhiên liệu thì tăng giá, mà khách thì lại ít. Mà những cái món hàng mình bán, thí dụ như ly cà phê đó, mình cũng đâu có dám tăng giá phải không? Bình thường như vậy đã là vắng rồi, mà nếu mà còn tăng giá nữa thì càng vắng hơn. Thì như vậy nó ảnh hưởng đến kinh tế rất là nhiều phải không anh Đức? Đúng. Bây giờ chỉ có giảm giá, giảm thôi chứ sẽ dám tăng. Còn ngoài những cái tiệm mà nó bán giống như là đắt quá thì nó lợi dụng cơ hội là thêm tiền thôi. Thì bởi vì cái tiệm cà phê của anh đó là dạng franchise chứ không phải là riêng của anh, cho nên franchise thì Gloria Jeans có những điều kiện gì, những điều kiện như thế nào đối với tiệm không anh? Thì lúc nào cũng phải giữ vệ sinh sạch sẽ là điều quan trọng nhất. Cái vệ sinh là đứng hàng đầu của Gloria Jeans từ xưa tới giờ. Kể cả chưa xảy ra vụ việc này cũng là cái hygiene là cái đầu tiên nhất. Bởi vì có nhiều tin đồn nhưng mà hỏi anh thì nó chính xác hơn. Bởi vì anh là chủ nhân của một tiệm như thế này. Có nhiều tin đồn nói là nếu mà mình không thực hiện đúng cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế đưa ra thì sẽ có người vào, nếu mà bắt gặp thì phải phạt hay này kia. Cái chuyện đó có thật không anh? Cái đó mình cũng chưa biết nữa. Tại vì mình lúc nào cũng mỗi 6 tháng đều có council xuống check về vệ sinh, thì lúc nào cũng là good. Cho nên mình cũng chưa biết. Không phải, ý em nói là mấy ngày này nè, thí dụ như là anh để bàn mà nó không có đúng khoảng cách 1,5 mét hay là cái khoảng cách cái người đứng xếp hàng để mua cà phê mà không đúng 1,5 mét thì nếu cái người vào phạt, họ phạt ai anh? Phạt khách hàng hay là phạt chủ anh? Bây giờ cái đó thật sự mình cũng chưa biết, tại vì mình cũng yêu cầu khách hàng đứng giãn giãn ra, cho nên tiệm mình thì người ta tự động được rất là nhiều, nhưng mà không có đông đến độ mà để đứng gần. Nó phải giống như tiệm thịt, tiệm cá mà đứng gần. Cho nên hiện tại thì cũng vắng, số lượng khách bây giờ vắng nhưng mà giống như lúc trước nữa. Bây giờ chỉ toàn bộ thấy cầu quay thôi, nhưng mà khách cũng ý thức lắm, rất là đứng rất là xa. Bởi vì bây giờ mấy ngày nay thì mọi người rất là hoang mang với nhiều tin thiệt mà nhiều tin cũng thất thiệt. Thì anh là
người mà thường gặp khách ở khắp Ramathana này nhất, đặc biệt là những người Việt mình, anh có những lời khuyên gì anh Đức? Tốt nhất là đừng có nghe mấy cái rumor nhiều quá. Yeah. Tại vì làm như vậy càng hoang mang thêm nữa là. Tốt nhất là theo dõi đài tin tức là số 7, số 9, số 10. Tin nó chính xác hơn là mình cứ nghe tầm bậy tầm bạ hoài, nhất là Facebook. Yeah. Rất là hại luôn. Thì ai cũng hy vọng là một ngày rất là gần cái dịch bệnh này nó sẽ qua đi. Cũng như anh Đức cũng mong vậy, Lê Vũ cũng mong như vậy, và mọi người trên thế giới đều mong như vậy. Thì hy vọng là một ngày rất là gần. Thì trong lúc những ngày đây sắp tới, nếu mà có lệnh là trở lại sinh hoạt bình thường, thì cái tiệm cà phê của anh có những cái điều gì để thu hút khách trở lại anh? Thì dân chúng vui vẻ thì người ta ra đi shop bình thường, ăn uống bình thường thôi. Yeah. Thật sự ra mình cũng cần làm gì hết thì nó cũng sinh hoạt bình thường thôi. Yeah. Mình nghĩ là dùng người ta mình lúc nào cũng đông hết trơn. Yeah. Chứ mình cũng không có cần phải cho biết cái vệ sinh như thế nào của tiệm, áp dụng theo đúng quy luật như thế nào để mà khách an tâm, để khách đến ngồi đây bình thường, sinh hoạt bình thường như mọi khi không anh? Thì vệ sinh lúc nào cũng là tiêu chuẩn hàng đầu của Glory Chain là xưa tới giờ, mình không cần phải làm gì thêm. Yeah. Mà lúc này thì mình hên kỹ hơn chút. Dạ, em cũng chúc cho quán của chúng ta Gloria Jean sẽ trở lại sinh hoạt bình thường và phát triển như mọi khi. Bởi vì nơi đây là một nơi mà rất là nhiều người Việt thích ngồi đây để uống cà phê, ngắm người đi qua đi lại, một khung cảnh rất là đẹp. Và cảm ơn anh Đức đã dành thời gian cho buổi nói chuyện. Cảm ơn anh Đức. Dạ. Cảm ơn chị Hồng. Dạ.